kiếm tiền lên được thôi. Lát nữa mình sẽ kết thúc, mình ra Lotte đó mình ngủ Pepsi, mình ăn khoai rồi ăn cơm đó. Đó. Còn mấy căn này là mấy căn nhà mẫu. Cái căn đầu tiên là căn nhà phố 120m². Đây là căn này một trệt hai lầu liền kề. Còn cái căn thích kia là căn Song Lộc 10-20 là 200m², là hiện nay đang bán 58, căn này đang 41 nè. Pháp là nhà này của Hồ Ngọc Hà tương lai. Hồ Ngọc Hà tương lai. Cái model này nhà mẫu Pháp hợp lý nè. Cái nhà mẫu này là quá căn này là 320m², hay là 280. Cái nhà này là 16:20. Hôm nay gia đình chúng tôi đi nghỉ dưỡng cuối tuần. Bây giờ chúng ta chuẩn bị vào cung điện Hoàng gia Pháp. Trong đây nó có 4 phòng mà chia ra nha. Thì ai mà ai vô phòng ấy thì đi lội dép ra, bà dép ra. Sát trùng, sát khuẩn. Thôi bỏ dép trước khi vô. Đi chân không đi. Mua đi chị 13 tỷ cuối năm bán này. Mạnh xuống luôn không giữ. Giữ luôn mạnh xuống, giữ luôn. Dạ, ok. Đây ly đúng dài em nè. 13 tỷ. Ok hả? Ok xong rồi. Căn này là căn mẫu nhưng mà sau này nó cũng bán luôn. Hiện nay là đang ra giá 18 tỷ đó. Là nhà thô là 13 tỷ, làm được khách không thích phút thì mấy. Còn nếu mà mình không mua, mình không thích này thì mình qua đây mấy căn ngoài này nè. Nếu mà mua không được về xây. Xung quanh sẽ là vườn. Không cần mở máy lạnh luôn, mở cửa ra là gió phẳng cửa sổng thổi vô mát lắm. Hết đi. Cái trời ơi, đêm bữa đêm nó mụn du rất là rất chai luôn, cái ngồi ơi mệt. Đi đâu rồi cũng phải có ngày về nhà đúng không? Đây là nhà. Tối nay gia đình mình ngủ đây. Mày ngủ đi. Biết sao vô nhà đình mình căn biệt đâu vô ngủ đây, có bao nhiêu phòng cho lên ngủ. Thế phòng này cho nít đi. Thằng này chắc phòng này á. Chị biết sao muốn bự á, mình hạn chế cái toilet lại. Không, toilet rộng là mới sướng. Không phải, tại vì á nhà nào á toilet rộng tắm nó sướng chứ còn ngủ không bao nhiêu đó. Ngủ nhiều. Toilet rộng hơn, ngủ được bao nhiêu. Chỉ là phòng thường thôi. Thôi. Không là này bự. Phòng khách mà như vậy là toilet quá lịch sự sang trọng. Tại thì đối xử mà giúp việc không ra không ra con người không người ta không đủ cái này không nhà xe chưa thôi giúp việc là ô phòng này là phòng cho người làm hoặc là massage cũng tốt. Phòng khách một phòng đọc sách, một phòng khách nhỏ nhìn lầu. Rồi cái này là master bedroom đúng không? Đây nè anh này có bên trong view triệu đô. Master bedroom là đây không?
Rồi sau đó làm cái đầu giường lại quay ra cái hướng cửa sổ ta. Bây giờ bốn hướng đều cửa sổ hết rồi biết sao. Nó phải quay vô đây chứ không? Không quay hiểu. Quay đây bị xây mặt vô toilet. Còn không á, nếu mà về nếu là em á thì em sẽ bo cái giường vô đây nè. Nhìn đúng rồi, sao nó để đã... không cái này mẫu thôi, mình muốn làm gì bay trên đây nữa mình đổi là được anh. Không đúng, mình vô tự mình ấn tượng cái chỗ này nó không quay mà, quay đầu giường đi ra ngoài rồi. Rồi không, mà thường thường là cái mình nằm mình hướng ra cửa cái này tập bài trí thôi, còn mình đứng bài trí sau người của mình. Ok đó rồi. Rồi, nó mắt tôi rất luôn. Đây thì nhìn sang trọng, sạch sẽ đẹp. Cái nhà vệ sinh này là phù hợp với lại sô cô la nè. Con cầu như sô cô la. Sô cô la là đứa nhỏ hay là đứa nhỏ gì? Đứa nhỏ. À, đi đặt khách sạn đó là phải lượng khách sạn nó có một bên nằm mua lộn có một tấm nằm, nếu mà một tấm mà đứng là chị không có giữa ý, cho nên buồn mình phải chọn cái đó là mình trả giá mắc hơn, trả tiền nhiều hơn cho cái việc của một tấm nằm. Thích cứ là thích cái này thích cái này tới mình mời cái này. Đi đâu rồi cũng phải về một cái nơi gì là nên có một cái nơi gì đi về. Cái này là đúng là đáng sống ha. Ở trên lầu là gì vậy? Phòng trên lầu là phòng chức năng. Wow, nó còn một cái phòng ngủ phụ nữa nè. Thêm một cái phòng ngủ phụ. Rồi nó tắm đứng. Wow. Đây thì nó có một cái ban công nhỏ nữa. Má đẹp. Bỏ cái vỏ ra mình mới nhà của mình. Nhà của mình mày không nghe cái vỏ nhà là khóc. Nhà thì dục tiên của mình. Tên à. Siêu. Không mình chắc mua giống cái máy thì mới quay. Không quay chơi chuyên nghiệp nữa. Ở trên lầu có phòng tập gym. Cái khu vực này á, nếu mà người trẻ thì ở đây nó sẽ thay cái chỗ này thành cái quầy bar. Quầy bar ngay đây nè, nó xem cái bàn đây rồi sau là chạy rượu. Còn nếu mà là phụ nữ thì thường sẽ đây sẽ là chỗ tập yoga. Phòng gym hay phòng thờ gì ở đây luôn hả? Dạ đúng rồi. Này trên nóc luôn nè. Ở đây nó ra một cái ban công nữa, đúng là cái này là bốn mặt tiền luôn hả? Ba mặt tiền luôn hả? Mà em nghĩ cái đỉnh nhất cơ của cái ở đây đó là cái ngoài này nè. Đó, lên cái quầy bar đặt đây rồi bố trí gia đình hội họp đồ ở đây. Biểu xong, ban công xong, ban công. Nhà này nó thiết kế mấy cung này là anh nhìn thấy nó rất là cổ điển ha. Có cái gì đó rất cổ điển, rất là sang. Nhìn nó sẽ rất là khác so với những nhà mình đã từng coi. Thấy nó cao cấp. Thời kiến nó làm cái không gian rộng. Cái giá này là nó đang dừng lại mức thô không nhà, còn nếu mà khu dân cư mà ở mà thực chất ra thì nó không phải là giá này nữa đâu. Cái mấy căn này hiện giờ đang bán lại 13 tỷ, nhưng mà em mấy căn này sau này trên 1 triệu đô hết, em nó không có dưới 1 triệu đô đâu. Có nghĩa rằng mấy căn này nó sẽ đạt đâu đó mức giá 25 tỷ là chuyện mình rất bình thường. Có nghĩa là triệu đô trở lên thôi. Căn có thể vậy. Nhưng mà tương lai. Nhưng mà 5 năm, 5 năm sau. 5 năm thì chưa, 5 năm chưa. Chắc đâu anh, không, nó lớn hơn đó, hình thành cái khu mà đang xây cái khu mà mua sắm rồi á, có quán phở, có làm nail salon, tóc, cà phê, có cái shop là em nói bùm, hoặc là còn các lái mà nó chỉ cần xây thôi là nó nhúng cái khoang là đất một tân lên liền.
bây giờ mình qua mình coi một cái căn thứ hai nó nằm bên đây nè. Thứ hai đẹp lắm. Căn thứ hai. Căn này nó là căn dinh thự, nó 500 m², nhưng mà cái phía đất công viên đằng kia là tới 600 m lận. Đó. Căn này hiện nay là 23 tỷ. Dạ. Căn khác căn này đó là căn kia chỉ có một trần một lầu thôi. Hai tầng nó bóp lại thành một tầng. Giáp giáp có đỡ tiền gì không? Làm tiền. Cho vợ để dây về. Tiền anh là rửa là nó nát hết. Chú từ nước ngoài họ nói rằng đó là cái sự khác biệt giữa người Việt với lại người nước ngoài là người nước ngoài là ở luôn không gian, còn người Việt mình là cứ có không gian là để đồ, cứ có không gian là nó đâm ra nó bị đầy, nó bị tùm lum hết. Đó rồi họ là họ chia ra rõ ràng hai ranh giới luôn. Đây là nó họ lấy 1/3 ra, từ 1/3 đó họ cắt ra thêm 1/3 nữa họ làm nước rồi đó. Tính là cái bàn này cũng hot rồi ha. Bàn à, này là bàn cổ xưa. À, em vô em ngồi ghế với bác coi coi cái không gian nó sao, để ngồi xuống. Đang mà chung hả? Cứ ngồi xuống bình thường nữa. Đây đúng không? Thì hết tất cả những cái này là đưa lên sóng truyền hình hết. Cho nước ngoài coi luôn, khắp thế giới luôn. Rồi. Anh Hà làm cuộc phỏng vấn đi nè. Rồi, thì có hỏi cô nghe. À bây giờ mình nghỉ với lâu 5 phút rồi hỏi ý tưởng của cô thấy sao sáng giờ. Sao sao quay. Dạ. Yeah. Thấy những cái khu như thế này mà cô đã từng đi qua chưa, và cô đã từng cảm nhận như chưa à? Dạ. Thế trong tương lai cô có muốn? Lần đầu cô mới tới đây này ạ. À, lần đầu. Thế là cảm thấy trong người mình rất là thích sảng khoái. À, thế cô có nghĩ đây là một khu mà nghỉ dưỡng, ví dụ như về già cô cũng có muốn có một cái khu này để cô nghỉ dưỡng luôn? Cô cũng muốn vậy nhé, muốn là sau này mà cô mà có hay cũng qua đây khu. Dạ, vậy cô ví dụ như cô có quyết tâm là mình có được căn nhà này trong cuộc đời mình không cô? Quyết tâm. Ok, vậy là hay rồi đó. Đứng đâu, đứng đâu. Tới cái câu chuyện này là câu chuyện thật nha. Ê má quyết tâm rồi sao? Thì con có toán cả làm chọc đầu. Gì ghê vậy, chọc cái là chọc đầu. Chỉ còn búng tay người khác thôi. Đây mình đi. Anh thấy là mẹ. Được, mày gì không? Dinh thự nó còn đủ hơn nữa. Mình không tiền, có tiền thì cũng nên có sở hữu này. Dạ. Và cái bảo nó cũng đẹp gì đó. Giờ thì đây thôi. Nhưng mà cái này thì đã. Con cháu rửa không có gì. Đây với nghỉ. Tại vì ở đây nó cũng đầy đủ tiện ích hết rồi. Cái này giống như em ở cái gì này. Cái này là biệt thự mà nhìn nó bự thiệt. Dinh thự. Ồ, dinh thự. Phòng ăn 10 người, bàn 10 người. Quá đẹp luôn. Oh, có view hồ bơi. Tuyệt. Phòng khách. Ok. À đúng rồi.
cái chuyện bí mật bây giờ mình dẫn mọi người vô cái phòng dành cho vợ bé đặc biệt khu căn nhà này. Ồ, hay quá, có tầng hầm không? Nhốt vô đây, trốn khi mọi người nhốt vô đây. Căn này nó độc lập với cái biệt thự của mình nha. Cái căn nguyên từ lúc 18 nhân 30. Diện tích sử dụng là 327 m². Phòng này là phòng thường thôi đúng không? Dạ. Chứ đâu phải là master bedroom khác không? Không, master bedroom trên trên lầu không? Ủa phòng này phòng cho vợ bé mà. Làm youtuber nhận nhận cái phim á, phải đi sớm đi trước người ta. Đi kêu hoài. Đặc biệt cái phòng này là giường là dài nhúng thoải mái đúng không? Cái này là chung một nhà hả? Dạ chung một nhà. Chung một khu này, khu đất thì chung nhưng mà cái phòng này là phòng tách riêng biệt, ví dụ như làm cái cái đúng không? Cái này mà giờ già rồi á, mình đội nhúng mình nó yếu. Yếu mà phải nhiều trợ lực. Phòng này là dành cho những người mà lớn tuổi họ cần phải yên tĩnh giữ dưỡng. Không, ở đây á, nó có cái điểm nhấn là bốn cái cột này là thấy sang trọng lên hẳn. View của nó bốn mặt đã, chứ không phải là nó thì nói vậy chơi, với phòng này là dành cho những con triệu đô à Tuấn, hai mấy tỷ rồi đâu. Đây ha, không, mình đi không có gì là phải bắt đầu mình đi tiếp theo ha, mình lên phòng sống trong nhà của mình đây. Đây là phòng dành cho phòng làm việc. Đây là một phòng làm việc ha. Mình có cái đèn, bật cái đèn lên cái. Rồi. Phòng làm việc mà bật cái nhưng đèn. Nhưng mà nó ở một khu mà nó không đặc biệt, là nó nhìn nó cũng đặc biệt. Đó vậy nó khổ vậy đó. Không phải mình đang ở khu bình thường mình đặc biệt là mình cái đặc biệt. Phòng này là phòng làm việc ha. Đọc sách. Phòng relax nè. Cũng ngó ra ngoài sân luôn nè. Ở đây cũng đó. Dành cho gia nhân. Thẳng là ở trong cái nhà này mà đây là phòng nếu mà có mấy lạnh toàn nhà massage để cho người làm ở hoặc là massage cũng được nha. Có nếu mà còn kính thì mở cửa nha, mở không kính cửa mở này ở dưới mở được nó chỉ là mở dưới đây thôi, ở trên là phòng đây thêm một cái phòng ngủ nữa, toilet ngoài nhà. Toilet ngoài. Này cũng ngó qua ngoài luôn, đúng là biệt thự là ngó qua view đây, tủ, toàn cảnh. Tủ nó có sẵn luôn. Tủ này là tủ đèn là tự động ha, mở ra nó sẽ sáng. View này là view sân vườn. Okay. Đây bây giờ mình lên lầu ha. Ở đây thì nó chỉ có tầng trệt và tầng 1 là tầng đây gọi là tầng 1 thì chỉnh là gọi là tầng 2. Giáp thì lên tính trên cây quay chứ. Quay đít lên. Đi chơi đi. Mình chơi. Quay đít coi có tiền nhét túi không? Quay đít là lòi tiền ra xem. Có nhắc cái đó là cái đường thế giới nhé. Ok, thầy nhớ. Đây mình qua đây, mình xin phòng một cái master room. Ok. Đúng không? Master bedroom nè. Sảng khoái không? Tiếng nó bắt bật đèn lên cái hà. Ok, quá đẹp luôn. Trời ơi, làm cái kiến trong. Đi tưởng đâu bước xuống dưới luôn á. Đầu quá. Thật sự là mình tưởng đâu là không có cái gì. Ừ, không có kiến luôn á. Đúng không? Đi dễ bị cắm đầu. Nhưng mà không, cái miệng nguy hiểm. Nên dán gì vậy? Thật là dán nó nửa thôi. Không, thật là nó chỉ đắp luôn. Che luôn. Nếu là để vậy, để cái dưới á. Hoặc là nếu làm vậy đúng không? Làm cái gánh. Nhưng mà mình dễ bị lầm tưởng mình hay đi bàn xuống. Đúng rồi.
Đây là một cái phòng ngủ ha. Vợ chồng á. Ban công cái này là đẹp quá. Ủa vợ chồng hả? Ừ. Mắt không biết lên là của chủ nhà mà. Chủ nhà chứ không phải là người ở được ở đây mà. Được, ở dưới gầm giường. Nhìn ra phòng chưa? Chủ nhà người ở được ở đây thì em sẽ ở đây. À, con nhỏ người ở mà lên được đây ở là gia đình có chuyện rồi đó. Wow, có đồ để sẵn luôn rồi nè. Nhớ ơi, cứ cần mở ra. Ok, mở đi, đẩy ra ngoài luôn. Đó, nghe đây. Ngồi gác chân lên em. Wow, cũng gác chân lên trán. Ban công đẹp quá. Ở ngoài kia còn một cái ban công nữa kìa. Quá đẹp luôn. Ở đây tới hai ban công luôn nha. Tiêu triệu đô nè. Master bedroom. Nhìn hồ bơi nha. Ở đây mà muốn bơi á, khỏi cần lột đồ, nhảy xuống hồ bơi luôn. Có nghĩa buổi sáng á, hai chồng làm đi làm về, nghỉ ngơi, tắm rửa, ngủ, xong sáng đánh răng, súc miệng ra đây, ăn sáng xong nhảy mẹ xuống hồ bơi, đứng ngay ban công nhảy xuống luôn nè. Đó. Còn nếu mà muốn nó bơi rộng hơn thì nhảy qua bên kia. Bơi nhỏ bơi bên đây, còn muốn... Skies of a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard.